Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì dạy hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con cảm ơn cô. Nam mô Bụt Thầy giá, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Vương Đệ Tử Phật. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý vị, trong bài kinh hôm nay, bất động lợi ích a nên chắc sa pa giá sa tăng, cái chữ bất động a nên chắc là chỉ cho các thiện chứng nói chung, nhưng mà ở đây đó, thì chỉ cho thiện chứng từ ngũ thiền sắc giới cho đến bốn hình bậc thiền vô sắc giới. Mục đích là Đức Thế Tôn người thuyết bài kinh này là để dạy cho các vị tỳ kheo thấy rõ dục lạc là những cái chướng ngại của nội tâm, và vị tỳ kheo cần làm cho sinh khởi an trú Bồ Tát tâm đấu đại sắc và vô sắc để thành tựu tâm bất động, chìm sâu vào trí tuệ. Nhưng rồi cũng không phải dừng lại ở đó, mà vậy thì kheo cần phải quán đối tượng của dục
để an trú trong cái tâm thiền. Nhưng mà vượt qua cái thiền sắc sắc giới, phải không có dừng lại ở đây để chứng thiền vô sắc. Và cuối cùng tức là chứng được cái thiền, chứng được đạo quả Niết Bàn. Bởi vì các ngoại đạo họ cũng có thể chứng tới phi tưởng xứ. Nhưng mà nếu sau khi chứng được phi tưởng xứ mà còn thủ trước, tức là còn chấp thủ, thì không thể chứng đạt Niết Bàn. Chừng nào mà không có thủ trước thì sẽ đắc Niết Bàn. Đây là những tinh yếu công phu giải thoát. Cái sắc thái thù diệu của giáo lý Phật giáo, hôm nay chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa của bài kinh này qua sự giảng giải của Thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giải thích cái bài kinh này và ở đây cũng thêm một phần nữa là cái câu hỏi sau đó của Tôn giả Nam Đa. Rồi Đức Phật đã giải thích cho thấy có những trường hợp một vị tỳ kheo, một vị mà đắc quả A-la-hán, đắc đạo quả mà không nhờ vào các cái thiền bất động này, gọi là đắc đạo quả thiền khô. Nói nôm na là như vậy. Xin mời cô Nguyên Xuân. Chú thích dẫn nhập Anicca Sappaya Sutta có nghĩa là bài kinh dạy về hướng đi từ trạng thái bất động. Chữ Sappaya có nghĩa là tốt đẹp, lợi ích, tương thích. Trạng thái bất động ở đây là thiền chứng ở trạng thái xả niệm thanh tịnh của tứ thiền và Niết Bàn. Trạng thái này đối lập với trạng thái tâm vòng xoay theo năm cảnh dục ngoại giới: sắc, thinh, khí, vị, xúc. Nội dung bài kinh chứa đựng những Phật ngôn dạy về sự tương quan sâu xa giữa chỉ, Sattva và quán, Vipassana. 515 ngũ dục chẳng những tầm thường mà còn nguy hại. Sự say đắm năm cảnh dục ngoại giới, sắc, thinh, khí, vị, xúc, chẳng những khiến tâm tư luôn bị dao động mà còn chứa nhiều hiểm họa. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chú cú rú câu lâu, Cám ma sát tham má, kìm ma sát đàm,
là thị trấn của dân chúng Cú Rú. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, các dục là vô thường, trống rỗng, giả dối, thuộc ngu si tánh. Chúng là đề tài dông dài trong câu chuyện của kẻ thiểu trí. Các dục hiện tại và các dục tương lai, các dục tưởng hiện tại và các dục tưởng tương lai, cả hai đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là mồi bẫy của ma, là hành xứ của ma. 516. Thiền định là con đường đưa tới trạng thái không dao động. Thiền định là câu trả lời làm thế nào đạt đến trạng thái không dao động. Theo sơ giải thì trạng thái từ thiền hay ngũ thiền theo A Tỳ Đàm là tầng cấp bất động được Đức Phật giảng ở đây. Có ba hướng đi của hành giả khi chứng đạt trạng thái bất động này. Một là chứng thiền làm cơ sở để sanh vào quả thiền. Hai là chứng thiền rồi dùng thiền chứng để đề mục khai triển tuệ giác, một sự kết hợp giữa chỉ và quán. Ba là chứng thiền rồi dùng trạng thái đó làm lực đẩy đạt đến tầng cao hơn. Kinh văn: Ở đây các ác bất thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, khích động, và chính những pháp ấy tác thành chướng ngại ở đây cho thánh đệ tử học tập. Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Các dục hiện tại và các dục tương lai như trên vân vân cho thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú và tâm quảng đại, đại hành. Sau khi chiến thắng thế giới, sau khi xác định vị trí của ý, khi ta an trú với tâm quảng đại, đại hành, chiến thắng thế giới, xác định vị trí của ý, các ác bất thiện ý, tham dục, sân hận, khích động sẽ không khởi lên. Với các pháp ấy được đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp, trái lại thành vô lượng, khéo tu tập. Trong khi ấy hành trình như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở nên an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động, ngay hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến. Samvatta Nikam Vinnanam có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích bất động. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, phàm bất cứ sắc pháp gì là bốn đại chúng và sắc do bốn đại tạo thành. Trong khi vị ấy hành trình như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích bất động. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, cả hai đều vô thường. Cái gì vô thường, thời không đáng kể, đáng để được hoan hỷ, không đáng để được hoan nghênh, không đáng để được chấp trước. Trong khi ấy, vì hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích bất động. 517. Vô sở hữu xứ và tánh không. Một đặc điểm của bài kinh này là sự mô tả chi tiết về tầng thiền vô sở hữu xứ trong hai phương diện chỉ và quán, định và niệm, cũng với ba hướng đi
như đã đề cập ở đoạn trên. Kinh văn: Lại nữa này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại như trên vân vân, và những sắc tưởng tương lai, và những bất động tưởng, tất cả tưởng, chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt không có dư tàn, như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là vô sở hữu. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diện tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đi đến khu rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như sau: trống không là tự ngã hay ngã này sở hữu? Trong khi vị ấy hành trình như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diện tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: ta không có bất cứ chỗ nào, cho ai và trong hình thức nào, và sở thuộc của ta không có bất cứ chỗ nào, cho ai và trong hình thức nào. Trong khi vị ấy hành trình như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diện tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Phân đoạn 518: Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Giống như nhiều bài kinh khác và theo A Tỳ Đàm thì cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng quá tế nhị để làm đề mục quán chiếu, nên ở phần này chỉ một hướng đi được đề cập. Kinh văn: Và lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại như trên vân vân, và những sắc tưởng, và những bất động tưởng, và những vô sở hữu xứ tưởng, tất cả các tưởng, chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt không có dư tàn, như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong khi ấy, vị hành trình như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy có thể thành tựu phi tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại hoặc thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diện tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phân đoạn 519: Tuệ quán không đi với tam muội định. Theo giải thì tôn giả Ananda, sau khi nghe bậc đạo sư giảng dạy về sự liên hệ tế nhị giữa chỉ và quán, đã nêu lên câu hỏi về khả năng thành tựu tự giác mà không có thiền chứng xuất kháo vipassaka cả. Kinh văn: Khi được nói như vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, vì tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta; nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có, và như vậy vị ấy được xả. Bạch Thế Tôn: Một vị tỷ kheo như vậy có chứng được cứu cánh niết bàn không? Ở đây, này Ananda, một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh bàn, và ở đây, một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh niết bàn. Do nhân duyên
Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh Niết Bàn, và ở đây một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh Niết Bàn. Ở đây, này Ananda, một tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Và như vậy vị ấy được xả, vị ấy hoan hỷ trong xả ấy, hoan nghênh chấp trước xả ấy. Do vị ấy hoan hỷ trong xả ấy, hoan nghênh chấp trước xả ấy, thức lệ thuộc xả ấy và thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị tỷ kheo không chứng cứu cánh Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo ấy thủ trước là thủ trước chỗ nào? Này Ananda, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, vị tỷ kheo ấy thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, đây là thủ trước tối thượng, tức là phi tưởng phi vi tưởng xứ. Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Như vậy, vị ấy được xả, vị ấy không hoan hỷ trong xả ấy, không hoan nghênh, không chấp trước xả ấy. Do vị ấy không hoan hỷ trong xả ấy, không hoan nghênh, không thủ trước xả ấy, thức không lệ thuộc xả ấy và không thủ trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, vị tỷ kheo chứng cứu cánh Niết Bàn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, chính mười y cứ sự này, sự kia, bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã được Thế Tôn nói lên, nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thánh giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo, vì thánh đệ tử suy nghĩ như sau, những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những bất động tưởng, những vô sở hữu xứ tưởng và những phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, cái gì thuộc tự thân là tự thân, đây là bất tử, tức là tâm giải thoát không thủ trước. Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích bất động được ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích vô sở hữu xứ được ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích phi tưởng phi phi tưởng xứ được ta thuyết giảng, là sự vượt qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được ta thuyết giảng, thánh giải thoát được ta thuyết giảng. Những gì Anan này Ananda, vì đạo sư cần phải làm, vì lòng từ mẫn mưu tình mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy đã được ta làm, vì lòng tư mẫn của ta đối với ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống, hãy tu thiền. Này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau, đây là lời dạy của ta cho ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi những thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Và có Pháp Đăng Kinh Lạng Đức Phật, Đức Phạm Bất Tăng. Và kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng.
Thượng tọa Minh Hạnh Nữ Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào quý bà cô nữ, thân chào Phật tử. Thì cái bài học hôm nay đó thì trong bài học thì cũng tương đối dài. Bài học này đã có nhiều cái ý nghĩa sâu xa. Cái ý nghĩa sâu xa ở đây đó thì về ngũ thiền sắc cho đến bốn thiền vô sắc. Và trong ngũ thiền sắc hay là bốn thiền vô sắc á, thì chúng ta biết rằng đã bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ, bỏ lạc, chỉ còn xả niệm, thanh tịnh. Chính vì cái xả niệm này đó nên mới có cái khuynh hướng dính mắc vào cái xả niệm này. Thì nhìn vào đó thì quý vị biết rằng đối với con đường giác ngộ giải thoát đó thì vượt qua những cái ma chướng, vượt qua những cái hải đảo, và trong rất là nhiều những bài kinh là Đức Phật ngày đưa ra hình ảnh thí dụ. Và ở trong đạo phi đạo tri kiến thì có nói vượt qua 10 cái ấn chứng của thiền định để đắc được tuệ giác. Thì chúng ta thấy rằng những cái ấn chứng đó, có những cái ấn chứng dù là chúng ta thấy như là tôn giả Anuruddha, ngài đã trả lời, ngài đã nói lại với thiên nhãn thuần tịnh, tôi thấy cả ngàn thế giới như vậy, nhưng mà tâm tôi đó chưa có được giải thoát. Thì quý vị biết rằng ngài cũng đạt được những cái khả năng thần thông, thấy cả ngàn thế giới với thiên nhãn của tôi thấy được như vậy. Thì Tôn Sariputta cũng đã nói lên cái đó là cái kiêu mạn. Bởi thường thì tất cả chúng sanh nào mà còn luân hồi chưa có được giác ngộ giải thoát thì vẫn còn tham ái và chấp thủ. Và những cái tham ái chấp thủ này ở đâu? Và chính là ở danh và sắc. Danh và sắc. Và làm sao để thấy được cái nguyên nhân này? Còn nếu không thì không có thể nào phát triển cái tuệ quán để cắt đứt cái sự dính mắc vào danh và sắc. Và chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về tất cả những cái chúng sanh đạt được các cái tầng thiền xuyên qua các cái nấc thang, từ bỏ những cái ngũ trần dục lạc để từng tự chứng đắc bằng những cái thiền, một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục. Như là sơ thiền, đến những cái thiền chứng cao tơ thiền như nhị thiền bỏ tầm, tam thiền bỏ tứ, tứ thiền bỏ hỷ, ngũ thiền còn xả và định thì cũng phải bỏ luôn. Vì chúng ta thấy rằng những cái trạng thái của thiền pháp đó, nó cũng là một cái gánh nặng. Khi mà mình không có thấy được đó thì mình sẽ không có thể chứng ngộ được. Nên trong đạo phi đạo tiên kiến định có nói đến những cái thần thông, những cái sự định tâm, những cái sự tinh tấn, những cái trạng thái mình có thể nghe được chư thiên, hoặc là có thể thấy được chư thiên như là su nắc khá ná, thấy chư thiên nhưng mà không nghe được chư thiên nói, hoặc là có thể nghe được chư thiên nói nhưng mà đó là những cái thiền chứng của cái định tâm đạt được cái khả năng đó. Nhưng mà nơi đó nó không phải là cái chỗ giác ngộ giải thoát. Vì chúng ta thấy trước đó tôn giả Devadatta nó cũng đạt được bát thiền ngũ thông, có thể biến hóa ra hình hài khác biệt, biến hóa ra hình hài này hình hài kia, nhưng mà rồi sau này cũng bị hoại thiền, cũng bị hoại thiền, cũng bị mất thần thông. Thì những cái hiện tượng như vậy đó, để chúng ta thấy rằng khi mà đạt được thần thông đó là một cái lợi ích của định tâm, nhưng mà ở đó nó chưa phải là để đoạn diệt cái trạng thái của các thiền chứng. Bởi chúng ta thấy rằng thiền chứng thì Đức Phật ngài có nói lên như là 16 cõi thiền sắc giới hoặc là 4 cõi thiền vô sắc giới. Và chúng ta cũng thấy có một điểm mà những cái người họ đạt được ngũ thiền sắc giới mà họ có thể sanh làm người vô tâm. Vô tâm có nghĩa là người vô tưởng,
họ chỉ phục sinh bằng sắc mà huyền suốt 500 kiếp trái đất. Họ giống như một tượng đá suốt 500 kiếp trái đất như vậy. Thì nói đến đây thì chúng ta thấy rằng một cái người đạt được sơ nhị tam tứ ngũ thiền rồi, ngũ thiền sắc rồi, bởi vì chúng ta thấy cái tâm ngũ thiền sắc giới đó sanh lên bảy cõi, một cõi vô tưởng, năm định cư thiên và một cõi quảng quả. Thì chính vì tại sao mà tâm ngũ thiền sanh lên bảy cõi, chính vì có phàm thánh, một vị thánh A-na-hàm thì cũng tử cũng phải sanh với cái tâm ngũ thiền sanh lên cõi năm cõi định cư mà chúng ta gọi là năm cõi thánh về tam quả. Nhưng mà rồi một cõi quảng quả và một cõi vô tưởng nữa, người đắc được ngũ thiền nhưng mà lại sanh lên làm một vô tưởng suốt 500 kiếp trái đất như một tượng đá ngồi như vậy 500 kiếp, rồi tâm sẽ sanh lên để rồi tái sanh theo cái cảnh giới sau cái trạng thái thiền định đó. Nói như vậy thì không dễ gì mà vượt qua được. Chính vì vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, Ngài đã nói về các cái trạng thái thiền chứng, và nó cũng đều là vô thường, cũng là khổ, là vô ngã. Nếu mà còn dính mắc vào tất cả các pháp hữu vi, bởi vì các pháp hữu vi mình nói ở đây vì là đều là có cảnh hết, cảnh hết, cái cảnh đó nó còn cái chỗ để tâm an trú vào cái cảnh đó, dù là không vô biên xứ hay là thức vô biên xứ, hay là vô sở hữu xứ hay là phi phi tưởng xứ, nó đều là những cái trạng thái của tâm định. Và khi dính vào đó đó, vì Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, các cái thiền chứng nó đều có vị ngọt nên người ta mới đam mê, và các thiền chứng đều có cái nguy hiểm vì nó có thể hoại thiền, nó vẫn còn luân hồi trong các cõi, nên cái người trí mới thấy được cái vị ngọt đó, mới sanh ra cái tâm xả ly, không chấp thủ những cái vị ngọt của thiền sắc, dù là thiền sắc hay thiền vô sắc, thì vị đó cũng thấy nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Hay là nói về phải thấy được cái bản chất của không vô tướng, vô tánh, thấy được những cái tướng trạng của các cái thiền chứng đó đều là những cái vị ngọt, nó đắm chìm vào đó, và nó đều có cái sự nguy hại vì nó là pháp hữu vi, nó phải biến hoại thôi, do cái năng lực định tâm đó mà nó có những cái sự an trú tâm thức vào đó. Và vì đó không có tuệ tri cao, không thấy được, không thường tu tuệ quán, không thấy được cái tính chất của các pháp hữu vi, nên vẫn bị dính mắc vào vị ngọt của thiền chứng và không có thể giải thoát được. Chính vì điểm đó đó nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài trình bày ở trong cái bài học hôm nay đó, nói đến những cái người đắc được ngũ thiền, thì chúng ta biết rằng ngũ thiền sắc giới đó là một cái trạng thái bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ, bỏ lạc, nó còn xả niệm thanh tịnh, xả định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tầm là hướng tâm đến đối tượng, hay là gọi là dán tâm vào đối tượng đó được. Tứ là quan sát được đối tượng đó, hỷ là một cái trạng thái như là hải triều hỷ, sung mãn hỷ, sát na hỷ, tiểu đàn hỷ, kinh thân hỷ, những cái trạng thái hỷ lạc đó được phát sanh lên do cái thiền chứng. Nên trong đạo phi đạo thi chứng tịnh, thanh tịnh đạo có trình bày về 10 cái ấn chứng của thiền, và những cái ấn chứng của thiền này đó, nó là những cái vị ngọt, nó là một cái trạng thái định tâm, nó là những cái ấn chứng thần thông của năng lực tâm định, nó cái ấn chứng của trạng thái tĩnh lặng, có thể đạt được như là thiên nhĩ thông hoặc thiên nhãn thông, thấy được chữ thiên hoặc nghe được chữ thiên. Nhưng mà những cái hiện tượng đó nó cũng chỉ là một cái hiện tượng tâm cực tịnh. Thường thường thì chúng ta thấy rằng khi mà tâm chúng ta chưa tịnh đó, chúng ta nghe những cái cảnh thinh đó, chúng ta không có nghe được những cái âm thanh tế,
Như một người mà khi tu thiền đó, họ họ phải tránh tiếng ồn để họ đạt được sơ thiền. Nên cái trạng thái, cái chỗ tịnh cư yên tịnh đó làm cho cái tâm của họ đó dán vào những cái tầng thiền, đạt được những cái tầng thiền và có những cái ứng chứng của thiền. Nên trong cái bài học này đó thì có nói đến thiền đó, thì làm cái nền tảng để vượt lên. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái người khi mà họ họ nhập thiền, họ hướng thiền, rồi nhập thiền, trụ thiền, rồi xuất thiền, rồi phản kháng thiền, mà chúng ta thường gọi là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, rồi xuất thiền tự tại, rồi phản kháng thiền tự tại, là muốn nói đến khi mà họ có cái tuệ, khi họ, mà họ muốn nhập vào thiền đó, họ nhập vào cái sơ thiền hay là nhị thiền hay là tam thiền, tứ thiền đó, họ nhập một cách tự tại. Họ trụ thiền bao nhiêu bữa, bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian là họ nhập thiền tự tại. Rồi họ họ xuất thiền, họ muốn xuất thiền lúc nào đó thì họ xuất thiền ra, và họ có cái tuệ phản kháng thiền, có nghĩa là họ nếu mà họ đạt được cái thiền xuất ra đó, họ thấy được cái trạng thái đó đó là cái trạng thái xả niệm đó, là họ phải biết rằng trước đó không có, bây giờ có, do mình đạt được cái xả niệm thanh tịnh, cái trạng thái của ngũ thiền. Nhưng mà rồi xả niệm thanh tịnh đó nó cũng là pháp hữu vi, do suy tư, nghĩa là do tâm nó an trú vào cái đối tượng, và cái đối tượng đó đã một cái mãnh lực của thiền định đó, nó đã đạt được và nó đem đến cái sự an tịnh đó. Nhưng mà cái sự an tịnh đó đó nó vẫn là các cái cảnh giới thôi, nó an tịnh, cái tâm tịnh đó nó tương ứng với các cái tầng thiền của các cái sự tái sanh, nó chưa phải là thấy khổ của danh sách. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái trạng thái của tâm ngũ thiền đi, thì nó có những cái sở hữu tương ưng. Ví dụ chúng ta thấy tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân vô tâm, thức thân tâm, thường thân tâm, chánh thân chánh tâm, thì 19 cái sở hữu tịnh hảo này đó, nó có trong tâm sơ nhị tam tứ ngũ thiền, tùy theo cái trạng thái của thiền định. Và những cái sở hữu này đó, nó là tịnh thân tịnh tâm, là khinh thân khinh tâm, là nhu thân nhu tâm, là thuần thân thuần tâm, rồi là chánh thân chánh tâm, là một cái trạng thái càng tu đó nó càng càng tinh túy, càng tu nó càng nhu nhuyễn, nó càng tinh luyện. Thì chúng thấy như là những người mà họ từ cái nước mía quá nhiều, họ nấu để bốc hơi, từ nước mía đó nó từ từ nó bốc hơi, nó đặc lại, nó đặc lại, người ta có thể làm đường, là đường mật, rồi từ đường mật đó nó kết tinh thành đường cát, và từ đường cát đó họ quay đường cát đó, họ thấy họ lấy đường từ cái đường cát nó đóng lên thành đường phèn. Nó cũng chỉ là những cái nước mía, nhưng mà được được tinh luyện với thời gian, được được biến với cái sự tinh luyện của đường, nó có thể nhiều loại đường: đường phèn, đường cát, đường tán, rồi đường mật, tùy theo cái loại. Nhưng mà cũng từ mía, từ cái chất ngọt của mía mà thành. Thì cũng như vậy, các cái trạng thái tâm an trú vào các cái tâm, vào các cái tâm thiền đó, nói thô nói tế đó, là do cái sự tinh luyện. Nên thường thường chúng ta hay nói rằng sơ thiền nó có tầm, nhưng mà cái tầm nó là gai nhọn của nhị thiền. Nếu người mà không bỏ được tầm đó, thì người đó với cái sự phản kháng thiền đó mà không thấy chi tầm là cái gai nhọn đó, thì người đó vẫn dính mắc ở cái sơ thiền, cho đến khi nào thấy được cái tầm nó là cái gai nhọn, vị này bỏ tầm mới có còn lại bốn cái chi thiền là có tứ hỷ lạc xả định. Nếu mà vị đó mà còn dính mắc tầm thì vị cứ ở vài sơ thiền hoài, cho đến nhị thiền vị đó phải thấy được cái tầm là cái gai nhọn, và khi mà họ lên tam thiền thì họ thấy tứ là cái gai nhọn của tam thiền. Nếu mà họ không bỏ được thì họ không có thể nào vượt lên tam thiền. Cũng giống như một người đứng ở một cái nấc thang vậy đó,
Nếu mà cứ cứ bám trụ vào cái nấc thang đó, thấy được cái lãnh vực do cái thang cao nó cho mình cái nhìn, thấy được cái tầm nhìn đó. Nhưng mà nếu mà mình cứ cứ đứng hoài ở cái bức thang đó, không chịu bước lên, thì mình chỉ đạt được cái thiền đó thôi. Cho đến khi nào đó mình ở cái bức thang đó, nhưng mà mình nghĩ rằng có cái bức thang cao hơn, khi cái tuệ phản kháng thiền đó. Bởi chúng ta thấy hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền. Xuất thiền là được, xuất thiền được, nhưng mà vị đó, nếu mà vị đó không giải thoát là vị đó còn dính mắc một cái vị ngọt. Nhưng mà khi xuất thiền, phản kháng thiền đó, vị đó thấy cái thiền chứng này cần vượt lên đó, thì họ bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ, bỏ lạc, còn xả niệm thanh tịnh. Nhưng mà xả niệm thanh tịnh này đó, họ còn thấy được không vô biên xứ, không vô biên xứ, rồi từ không vô biên xứ họ thấy thức, cứ còn biết được hư không, thức biết được hư không này, tuy rằng hư không như vậy nhưng mà thức biết được hư không đó, cho đến 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 vô sở hữu, có nghĩa là thức đó nó không phải ở một chỗ, mà nó không phải ở chỗ nào, nên gọi là vô sở hữu, dường như có dường như không, là phi tưởng phi tưởng xứ. Thì chính những cái thiền chứng đó, đó nó là những cái thiền chứng đó là cái cao hơn. Bởi vì khi một mà đắc được không vô biên xứ mà họ nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền đó, mà họ không có phản kháng thiền để họ thấy được cái hư không đó, hạn lượng, mà họ vượt lên thức vô biên, họ không thấy hạn lượng của thức vô biên đó, thì họ không vượt lên vô sở hữu, và họ không thấy được hạn lượng của vô sở hữu đó, thì họ không đạt được phi tưởng xứ. Cũng như vậy, khi mà họ họ phản kháng thiền đó, họ phải thấy được như vậy, và khi thấy được như vậy đó, họ mới mới lên. Như vậy Đức Phật ngày ngày giảng dạy đó, tức nghĩa là khi phản kháng đó, người đã thấy được đây là pháp hữu vi, chỉ là do suy tư tác thành, suy tư trên cái đề mục, suy tư trên cái hướng tâm, để bỏ cái tầng thiền thấp lên cái tầng thiền cao. Nói như vậy đó, thì những cái đó đó nó chỉ là những cái pháp hữu vi do suy tư trên đối tượng tác thành tới đối tượng đó, nhưng mà nó là những cái trạng thái của tâm định trong các cái thiền chứng. Nếu bị đó thấy được cái đó cũng là vô thường, vì trước đó không có, bây giờ có này nó cũng có thể bị hoại. Bởi vì chúng ta thấy rằng một người mà đạt được thần thông á, thần thông là những cái gì mà khó nói nhất hoặc là những gì khó hiểu nhất, nhưng mà thật sự thần thông nó chỉ là những cái trạng thái thiền định mang lại những cái đặc biệt của cái tâm định, nên gọi là thắng trí của thông. Nhưng mà rồi những cái đó nó cũng bị hoại đi, nên chúng ta thấy chư thiên họ cũng có thần thông, và những người họ tu thiền họ đạt được thần thông, nhưng mà rồi những cái thần thông đó nó cũng chỉ là những cái trạng thái định tâm, để đạt được những cái gì mà từ cái định tâm mang lại. Nhưng mà nếu người đó không thấy được để vượt qua đây là pháp hữu vi đó, thì họ cũng vẫn đạt được thiền, và thiền đó làm cái thiền chứng để tái sanh vào các cái cõi như là ngũ thiền, quảng quả, hoặc là không vô biên xứ, hoặc là thức vô biên xứ, hoặc là vô sở hữu xứ, hoặc là phi phi tưởng xứ, theo cái thiền chứng, theo cái kinh nghiệm thiền chứng, vượt vượt lên từ từ do cái phản kháng thiền tự tại đó. Bởi vì chúng ta thấy nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền tự tại, thì khi vị đó phản kháng thiền tự tại, họ hướng thiền được, nhập thiền được, trụ thiền được, xuất thiền được, phản kháng thiền được. Nhưng mà nếu mà họ cái phản kháng đó đó, mà họ thiếu cái tuệ phản kháng đó, thì họ vẫn ở cái trạng thái thiền chứng kia thôi. Nhưng mà khi nào họ họ phản kháng được, họ thấy được cái này cần vượt lên đó, thì họ vượt lên, đó là thiền chứng tuần tự theo thứ lớp. Còn nếu mà họ giữ cái thiền chứng đó, thì cái tâm thiền nó cho ra cái tâm quả tương ứng với tâm thiền. Ví dụ chúng ta thấy sơ nhị tam tứ thiền sắc giới đó, thì nó có sơ nhị tam tứ quả thiền sắc giới, hoặc là không vô biên xứ thì nó có tâm quả không vô biên xứ đưa đến tái sanh nên còn lên cõi không vô biên xứ, hoặc là tâm quả thức vô biên xứ thì có thức vô biên xứ thì có tâm quả thức vô biên xứ để đưa tái sanh lên cái cõi đó. Như vậy thì trong cái bài học thì có nói đến những cái vấn đề này,
Đức Phật ngày có nói đến những cái vị ngọt làm cho người ta đam mê đó, thì chúng ta biết cái đó là một cái trạng thái của sắc ái, hoặc là sắc ái hoặc là vô sắc ái thôi. Có nghĩa là họ ưa thích những cái gì mà với cái sự bỏ dục lạc, nhưng mà họ còn thích những cái thiền sắc nên gọi là sắc ái. Rồi nếu mà họ sắc ái những cái đề mục như là xanh đỏ đắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không đó, nếu mà họ có này đó thì họ cũng vẫn sanh vào cái, những cái cõi thiền sắc. Nhưng mà họ vượt lên được không vô biên xứ, từ trong 10 cái đề mục hoàn tịnh đó có cái hư không, họ lấy cái đề mục hư không này họ tu tập. Tuy rằng không vô biên xứ rồi họ đạt được không vô biên xứ, lên thức vô biên xứ họ đạt được thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ họ đạt được vô sở hữu xứ, phi vi tưởng xứ họ đạt được phi vi tưởng xứ. Nhưng mà đối với đệ tử của Đức Phật á, thì được Đức Phật thuyết giảng kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng có nghĩa là với cái sự học hiểu, với cái sự hướng tâm để cho tuệ giác tăng trưởng, do nhờ cái thiền định năm thiền cái nó lắng đồng, như là định nó đè được cái tham dục cái, hoặc là lạc nó đè được cái trảo hối cái, hoặc là hỷ nó đè được cái sân độc cái, hoặc là tầm nó đè được cái hôn trầm thì miên cái, tứ đè được cái hoài nghi cái. Thì lúc mà đạt được cái thiền định đó, thì năm thiền cái được đè đè lắng động xuống, thì lúc bấy giờ cái tâm nó trong sáng. Nếu mà vị đó dùng cái tuệ quán đó, thì quán danh sắc hay ngũ quẩn hay là quán cái thiền chứng nó cũng rất là dễ, và vị đó cũng rất là dễ để chứng được câu phần giải thoát, nghĩa là vừa tâm định vừa tuệ giải thoát. Họ có thể đạt được được tuệ đạo tuệ quả xuyên qua cái thiền chứng là nền thiền nền. Họ có thể đạt được, vì chúng ta thấy 40 tâm siêu thế nó có sơ thiền, mà có sơ thiền sơ quả, sơ thiền sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền, nhị quả cũng vậy, nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền, hoặc là tam đạo sơ thiền, tam đạo nhị thiền, tam đạo tam thiền, tam đạo tứ thiền, tam đạo ngũ thiền, và tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền, tứ đạo ngũ thiền. Như vậy thì chính những cái tâm đạo đó là do cái thiền chứng này, là chiến trước chứng thiền ngũ thiền sắc giới, hoặc là thiền không vô biên xứ, hoặc là thiền thức vô biên xứ, hoặc là thiền vô sở hữu xứ. Vị này đem cái thiền chứng đó làm cái thiền nền để quán thấy cái sự yên tịnh của cái thiền chi đó mang lại, và thấy được các pháp hữu vi, nó là cũng là các pháp hữu vi thôi, nhưng mà nó tinh tế đến mức độ ngũ thiền không vô biên xứ, hoặc là ngũ thiền phi tưởng phi tưởng xứ đi, nó cũng chỉ là trạng thái của ngũ thiền sắc mang lại cái xả niệm thanh tịnh. Như vậy á, thì cái thiền chi nó cũng vẫn là những cái xả niệm thanh tịnh đó, nhưng mà vị đó quán thấy được như vậy với cái tuệ quán là đệ tử của Đức Phật thường dạy về danh sắc ngũ quẩn là những cái chỗ không nên chấp thủ, là những cái chỗ mang lại cái sự khổ đau đối với danh sắc này tái sanh vào những cái cả cái cảnh giới, nó cũng đều bị cái vị ngọt, nó cũng đều có cái nguy hiểm và cần phải thoát ly. Đó là đệ tử của Đức Phật. Chính về điểm đó đó thì chúng ta thấy ở trong cái bài kinh Bất Động Lợi Ích này đó, nói đến những cái thiền chứng mà vị này đạt được. Những cái thiền chứng này thật sự là ngũ thiền, là một cái trạng thái xả niệm thanh tịnh, một cái sự xả niệm thanh tịnh. Cũng như vậy, và Tôn giả Ananda có hỏi, và Đức Phật ngày có nói dù không có thiền nữa, nhưng mà người có tuệ đó, có thể đạt được một cái sự tu tập thường, chúng ta thấy như là thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán hay pháp quán niệm xứ, một cái sự thanh tịnh cực độ ở trong thiền quán, một cái sự thanh tịnh trong sát na định hoặc là cận định, mà vì đó có thể qua cái sự quán xét danh sắc ngũ quẩn, mà vì để có thể đắc chứng siêu thế đạo, siêu thế quả bằng thiền khô. Thì chúng ta thấy rằng trong 40 tâm siêu thế, nếu mà học trong vi dược pháp có vẽ thêm 8 tâm, 4 tâm đạo, 4 tâm quả tương ứng, mà chúng ta gọi là không có thiền, gọi là thiền khô. Thiền do là tệ quán thôi, chứ không có phải là chỉ quán song tu, mà gọi là quán không thôi, gọi là thiền quán không thôi.
quán danh sắc ngũ uẩn và vị đó trở thành những vị a la hán, như là chúng ta thấy như là ngày Chất Cú Ba La, ngày đắc quả a la hán và ngày không có thần thông gì hết, ngày chỉ là vị a la hán đắc được cái tuệ quán minh thôi. Và chúng ta thấy năm nem Triều Đình Như cũng có một vị đắc được tuệ quán mà không có xuyên qua thiền định, và sau này vị này bị những cái sắc pháp nó mang lại cái sự đau khổ của cái thân này. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó đó, những cái điều đó đó muốn nói đến một cái vị mà có cái tâm định đó, thì áp chế được những cái bệnh đau, nhưng mà có khi cũng bị hoại. Chúng ta thấy như là những cái vị tỳ khưu mà đắc được thiền rồi bị cái bệnh xiển á, bệnh xiển nó làm cho hoại thiền, vị này đắc rồi bị hoại thiền, đắc được ngũ thiền rồi bị hoại thiền, đắc được ngũ thiền bị hoại thiền, sau này vị này đem đến con dao và vị này nhập vào thiền ngũ thiền được, vị này dùng con dao và vị này chuyển qua thiền quán đắc quả tột mạng. Thì điều này có nói đến trong chú giải thiền quán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những vị mà có thể là nhiều khi đạt được thiền định làm cái nền tảng để lắng động năm triền cải, chuyển qua cái tệ quán để chứng đắc được đạo các tu đồ quần tư đà hàm a na hàm a la hán đạo hoặc là a la hán quả, tương ứng với cái tệ quán đối với tâm đạo thông quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Phật thì ngài giảng dạy cho chư tỳ khưu đó là không những chỉ đạt được cái tệ quán mà đạt được cái định nữa. Đạt được định như vậy mới gọi là a la hán lục thông, a la hán tuệ phân tích. Còn mà một vị mà chỉ có dùng cái thiền chỉ không đó, dùng cái thiền quán không đó, thì vị đó chỉ đắc a la hán nhất minh mà thôi, a la hán với lậu tận minh. Nhưng mà những cái vị mà đạt được từng tự sơ nhị tam tứ ngũ thiền đó, thì vị này sẽ là vị a la hán lục thông, như là tôn giả Móc La Ná hay là a la hán lục thông tuệ phân tích nữa, có nghĩa là cao hơn lục thông nữa, có nghĩa là hiểu pháp, hiểu nghĩa, hiểu biện tài, hiểu phương tiện đầy đủ. Như vậy chúng ta gọi là a la hán tuệ phân tích. Như vậy thì rõ ràng đó là Đức Phật các ngài muốn những cái vị mà đệ tử của ngài đó là đạt được những cái thiền chứng này, xuyên qua cái sự giảng dạy của Đức Phật, trở thành những vị a la hán lục thông, a la hán tuệ phân tích đầy đủ. Chính vì điểm đó nên những cái kinh bất động lợi ích này đó, để chúng ta thấy rằng khi mà những cái người ngoại đạo hỏi đạt được cái trình độ này đó, thì như là hỏi tôn giả Nanda đó, thì tôn giả Nanda cũng nói rằng không phải là một 100 hay 1000 mà rất là nhiều những vị đạt được a la hán lục thông, a la hán tuệ phân tích như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, là cái a la hán lục thông hay là tuệ phân tích gần như là mình gọi là những cái vị đã đắc rất là nhiều a la hán lục tâm, a la hán tuệ phân tích. Còn a la hán nhất minh đó, thì cũng có, nhưng mà cái phần đó giống như là ít, rất là ít, nhưng mà bây giờ thì cái phần đó về sau này có lẽ là chúng ta có thể là hiểu là cái phần đó. Bây giờ những vị đắc a la hán lục thông hay là tuệ phân tích rất là ít, mà những vị a la hán nhất minh là nó sẽ có. Vì thường thường chúng ta thấy trình bày về cái thời kỳ hoại của chánh pháp đó, a la hán tuệ phân tích sẽ mất trước, rồi a la hán lục thông tuần tự, rồi a la hán tam minh, rồi sau này chỉ còn a la hán nhất minh thôi, chỉ còn cái a la hán lậu tận minh là dùng cái tuệ quán để đắc được với cái thời gian chánh pháp bị mòn mỏi. Không còn những vị a la hán tuệ phân tích này, a la hán lục thông nhiều như cái thời kỳ của Đức Phật, đặc biệt cái thời kỳ của Đức Phật là như vậy. Như vậy chính Đức Phật là bậc đạo sư, ngài đã dạy những cái bài kinh như vậy, và ngài có trình bày về những cái từng tự thứ lớp của thiền chứng, và những cái vị tỳ khưu đó vì rất ít phận sự, chỉ có các ngài chỉ có hành trì những cái phận sự của sa môn là đi khất thực và hành thiền, nên cái thời gian tu tập của các ngài thì trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì rất là nhiều cái thời gian để hành trì,
nên các ngài rất là dễ đắc được a la hán lục thông, xuyên qua các thiền chứng để trở thành a la hán lục thông, là a la hán về phân tích. Như vậy thì ở trong cái bài học này đó thì chúng ta thấy rằng trình bày đó để nói đến hiện tại đó là vị đó chứng được thiền để vượt lên thiền cao hơn, đó là một điểm. Chứng được thiền, giữ thiền để tái sanh vào các cái cõi thiền, hoặc là những vị chứng được thiền, chứng đắc được đạo quả, rồi những vị đó ở các cõi đó viên tịch niết bàn luôn, không có sanh trở lại nữa. Chính vì điểm này đó, nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài thuyết giảng và tôn giả Nam Đa có trình bày lại cho một ông Bà La Môn, ông hỏi về con đường giác ngộ giải thoát, nhưng mà ngài Ananda đã chỉ đến cả hơn 11 con đường, ở trong đó các cái thiền chứng của sắc và thiền chứng vô sắc, và vị này hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát để trở thành đạo quả viên tịch niết bàn ở trên cả cái cõi đó luôn, chứ không phải tái sanh trở lại nữa. Bà La Môn thì rất nghĩ, ông mới nói rằng ông chỉ tìm một con đường giác ngộ giải thoát thôi mà ngài đến chỉ đến nhiều con đường như vậy. Vì sao vậy? Vì thường thường á, những cái vị đó muốn tìm một cái sự giác ngộ, nhưng mà ngài trình bày khi mà thiền chứng mà đạt được sơ thiền đó thì lắng động năm thiền cái có thể quán chứng, quán xét, có thể đắc chứng được đạo quả, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc, hoặc là thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng xứ, hoặc là diệt thọ tưởng định, những cái thiền chứng đó từng tự đó cũng đạt được, và vị này có thể đạt được sự thanh tịnh đó xuyên qua thiền quán minh, hoặc là chỉ tịnh, hoặc là chỉ tịnh quán minh luôn. Như vậy thì cái sự thành tựu mỹ mãn này đó là do cái lời dạy của bậc đạo sư và do cái sự hành trì của chư tăng trong cái thời kỳ của Đức Phật thuận lợi trong việc hành trì những cái trú xứ, nên có lại kết quả mỹ mãn như vậy. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày về cái bài học và bất động giải thoát này đó thì con cũng xin trình bày như vậy. Để tóm gọn lại cái sự trình bày đó thì chúng ta biết ngũ thiền như là lời Thượng Tọa Đại Siêu nói đó, thì chỉ trình bày về bốn loại thiền vô sắc và ngũ thiền sắc ở trong cái bài kinh này đó, nói là bất động lợi ích đó, là muốn nói đến đạt được cái thiền định do đè được năm cái thiền cải. Và Đức Phật ngài trả lời có vị chứng đắc đạo quả, có vị không chứng. Vì vị nào mà chứng được ngũ thiền đó, mà quán ngũ thiền này với cái tuệ phản kháng thiền đó, thấy được là pháp hữu vi, vị này chuyển qua cái tuệ quán không vô tướng, vô tánh, thì vị này sẽ chứng ngộ được quả vị giác ngộ giải thoát. Còn nếu vị nào mà với cái tuệ không có thù thắng, mình gọi là cái tuệ phản kháng, không có thù thắng đó, thì vị này bị dính mắc cái vị ngọt của ngũ thiền sắc. Cái xả niệm này là cái vị ngọt, và vị này dính vào cái vị ngọt đó, nên vị đó không có thấy được cái tướng của danh sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, nên vị đó không có thể giải thoát. Đó là dạy của Đức Phật. Còn ngài có hỏi nếu mà không có chỉ tịnh quán minh không á, gọi là tệ quán không á, thì Đức Phật ngài cũng trình bày là có thể quán xét, có thể chứng đắc được đạo quả, chứ không phải phải theo con đường đó, mà có thể là có một con đường quán cái sự danh sắc ngũ uẩn, quán cái hiện tượng của các pháp hữu vi, vị này có thể chứng đắc được tuệ quán minh. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, phần trình bày bài học hôm nay con xin trình bày như vậy, chắc chắn cũng không thể nào trình bày hết cái ý nghĩa sâu sắc của bài học này. Nhưng với cái khả năng con xin trình bày như vậy, phần phước nào phát sanh được kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị, xin hồi hướng đến Thượng Tọa Pháp Tính. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng chủ trì phần thảo luận.
sư kính trình thượng tọa Pháp Tăng. Bạch thượng tọa thượng sư, không biết thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa thượng sư nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ. Dạ. Bạch thượng tọa thượng sư, khi mà chúng ta xem tiểu thuyết của Trung Hoa, thì đôi khi người ta nói đến cái đời người xuất gia, họ hay nói đến quan niệm gọi là tứ đại giai không hay là ngũ uẩn giai không. Dạ. Ngũ uẩn giai không là năm uẩn đều không hết. Và cái quan niệm về năm uẩn đều không hết, nó có sâu sắc hơn, nó có rộng hơn là cái quan niệm về vô sở hữu xứ không? Dạ. Và ở một cách nói nào đó thì vô sở hữu xứ đó nó trở thành một, nó không đơn giản là một một quan niệm mà nó là một đề, một nhập định nữa. Thì chúng ta có thể nói là vô sở hữu xứ là phủ nhận tất cả, nó có cao siêu hơn là cái quan niệm về tánh không bình thường trong đời sống chúng ta không? Kính thỉnh ý kiến của trường tập thực sự. Đức Bồ Tát Thầy, kính bạch chư Tổng Đức, kính thưa quý Phật tử, nếu mà chúng ta nói theo cái lý pháp đó, thì vô sở hữu xứ nó không có bằng cái lý tánh không sunyata của thiền quán, bởi vì cái vô sở hữu xứ akinchanya jatana, trước hết nó thuộc về pháp hiện thế, đó là cái pháp, đó là thiền, cái đi một thiền thứ ba của vô sắc. Còn trong khi cái tánh không sunyata thì đạt đến cái cảnh giới đó là cảnh giới giải thoát tịch tịnh niết bàn. Cho nên đương nhiên là nó phải hơn rồi, tánh không là phải hơn vô sở hữu xứ. Một cái lẽ nữa mà chúng ta nói hơn là bởi vì khi mà đạo sĩ Gotama chưa thành bậc chánh đẳng giác, thì lúc đó ngài đi đến hai vị đạo sĩ Alara và Udaka, đạo sĩ Alara đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập thiền vô sở hữu xứ cho ngài Gotama, là Đức Phật của chúng ta. Lúc đó ngài còn là vị Bồ Tát, ngài mới là đạo sĩ thôi. Thì ngài đã thực hành trong vài ngày là ngài đã chứng được, ngài đã đạt tới vô sự thiền vô sở hữu xứ rồi. Nhưng mà ngài nhận thấy rằng là cái này nó chưa phải là cứu cánh giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, cho nên ngài đã từ chối, không có ở lại để mà dạy dỗ tiếp với đạo sĩ Arara, dạy dỗ các cái đạo sĩ khác.
và ngài đã bỏ đi, đi đến đạo sĩ Uttaka, và nơi đây ngài được hướng dẫn đến thiền phi tưởng phi vị tưởng xứ. Chứng đạt rồi ngài cũng bỏ đi. Cho đến khi mà ngài thành tựu đạo quả A-la-hán chánh đẳng giác, và ngài bắt đầu mà thuyết pháp cho chúng sanh, thì lúc đó đó thì ngài đã công bố về cái tánh không Sunyata trong cái sự giải thoát. Thì như vậy ở hai điểm này chúng ta thấy là đối với cái tánh không của đạo Phật đó, thì đương nhiên là hơn hẳn, nó thuộc về siêu thế, còn cái kia nó thuộc về hiện thế, cho nên hơn hẳn vô sự. Tuy nhiên nếu mà nói về cái khía cạnh của từ ngữ đó, thì ở đây khi mà nói ngũ uẩn dây không hay là tứ đại dây không, thì cái chữ không ở trong đạo thiền của Trung Hoa là chúng ta chưa có nghĩ, chúng tôi không có nghiên cứu tường tận để xem có cái ngũ uẩn dây không hay tứ đại dây không của họ không đó là nói cái gì. Nếu như chữ Sunyata đó là cái đặc tính của cái pháp vô ngã thì trong trường hợp này mới thật là cao siêu hơn. Chứ còn nếu mà tính không có nghĩa là không không như vậy đó, thì ở trong trường hợp này chúng ta chưa biết rõ, thành ra chúng ta không thể nào để chúng ta so sánh hơn và kém hơn hay là kém đối với vô sở xứ. Bởi vì vô sở xứ nát thi kinh chí là không có chia hết, không có chia hết, thì trong trường hợp này một cái quan điểm vượt khỏi về thiền, cái từ ngữ này nếu mà xài trong cái nghĩa mà vượt khỏi thiền vô sắc thì cái điều đó chúng ta cần phải xét lại giữa cái vô sở xứ và tánh không theo cái thiền học Trung Hoa. Thì trong trường hợp này thì chúng tôi không có biết rõ là họ muốn nói cái gì, cho nên không có dám xác định được. Ở đây chúng tôi chỉ nói trong cái phạm trù mà chúng tôi được biết là về thiền vô sở xứ và cái không định, nghĩa là định tánh không á, của đạo Phật. Thì cái định tánh không này không phải chuyện dễ đâu thưa quý vị. Ngài xuất phu tí thì ngài đi khất thực, ngài nhập định với đề mục tánh không á, cái chuyện đó khó chứ không phải là chuyện dễ. Thì chúng tôi xin được trả lời hai cái quan điểm cái ngũ uẩn dây không với cái đề mục để vô sở xứ. Thì chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Ta thú kính trình trường tòa thư sư, xin hỏi trường tòa thư sư một câu nữa rồi để từ đó đi nghỉ. Và trường tòa thư sư ngày nay người ta có nhiều cái tranh luận, và thậm chí
có một số vị mới tu thiền thôi, chị lại chê chị chỉ, và chê chị chỉ tức là chỉ nên tu học thiền quán mới là con đường trực tiếp, con đường duy nhất dẫn giác ngộ giải thoát. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong nhiều đoạn kinh, ví dụ như trong kinh thập thường, xin lỗi, trong kinh phúng tụng ngày sau đây phải nói có hai pháp cần phải tu tập chỉ và quán, và ở trong nhiều bài kinh khác như bài kinh này chẳng hạn, thì từ đó có thấy rằng Đức Phật và các bậc thánh ngày xưa có nói rằng sự thành tựu các thiền chứng nó giúp nhiều cho cái việc khai triển tuệ quán, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh chúng tôi. Ở đây kính bạch chư tăng, cái thưa quý vị, trong cái câu hỏi trực tiếp mà thượng tọa Giác Đẳng hỏi đó, thì thượng tọa nó hỏi rằng là khi mà thành tựu các thiện chứng thì chỉ đó, thì có giúp ít nhiều cho cái việc mà đắc thiền không, mà đắc đạo quả không. Còn ở đây đó, trong cái câu hỏi được ghi lên trên màn hình đó, thì thành tựu các thiện chứng có dễ dàng chứng đạt tuệ giác hơn không, thì hai cái đó thượng tọa muốn hỏi cái nào. Một là dễ dàng chứng đạo quả, hay là giúp ích nhiều cho việc chứng đạo quả? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Ở đây thưa quý vị, lặp lại cái câu hỏi, phải chăng bài kinh này và nhiều bài kinh khác trong Tam Tạng cho thấy một người thành tựu các thiền chứng dễ chứng đạt tuệ giác hơn là không có thiền chứng, phải không? Thì ở đây chúng tôi xin giải thích rằng có dễ nhưng mà cũng khó. Dễ là như thế nào? Là khi mà một vị đã tu tập thiền chỉ và được thành tựu các cái thiền chứng sắc giới và vô sắc giới rồi đó, thì tâm của vị này tâm định của vị này được gọi Appana Samadhi, là an chỉ định. Với cái an chỉ định này, nó làm cái môi trường tốt để cho vị đó triển khai thiệt quán. Vì đã có nền tảng tâm định thì do đó nó dễ hơn. Nhưng mà chúng ta nói khó hơn đó là bởi vì một vị tu tập nếu cần phải nhờ có thiền chỉ, thiền chứng, thiền thế để làm nền tảng đó, thì vị đó phải mất thêm cái thời gian của quá trình tu tập thiền chỉ. Mà muốn chắc chứng đắc thiền chỉ thì thưa quý vị, là vị đó phải có cái sự nỗ lực và niệm cho nó vững,
và các cái thiền, các cái đề tài, đề mục vị đó phải nắm, rồi vị đó thực hành mới đưa đến sự chứng đắc. Thì sắc giới thì vô sắc giới, đọc ở trong thanh tịnh đạo chúng ta sẽ thấy rằng là một vị mà tu tập chẳng hạn như 10 đề mục biến xứ kasina, đất nước lửa gió sinh mà đổ trắng vân vân, lấy cái đề mục đất, vị đó thoạt đầu phải tu chứng, phải tu tập như thế nào, phải chuẩn bị như thế nào, phải niệm như thế nào, và lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều chục lần, nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần, cho đến khi đạt được cận định, tức là đắc được cái, trước hết là chuẩn bị tướng Nibbitak Phavana Parikama, rồi sau đó mới đạt được cái tợ tướng Patipaga Nibbita, tức là đạt đến cận định Upacara Samadhi. Rồi phải mất thời gian nữa, chứ còn nếu cận định không khéo thì nó sẽ không thể đạt đến Appana Samadhi được. Mà ở trong thanh tịnh đạo nói cái vấn đề này là muốn giữ được cái tự tướng Patipaga Nibbita cũng không phải dễ. Giống như một cái bong bóng bằng một bong bóng nước mà mình muốn giữ được cái bong bóng nước đó thật không phải dễ lúc nào. Chỉ cần gió hơi mạnh một chút hay là tay lỡ đụng vào thì nó cũng bể tan ra. Cho nên xem ở trong thanh tịnh đạo chúng ta thấy rằng gìn giữ cái tự tướng của cận định nhiều khê lắm. Còn nói chi là cái sự đắc, đắc chứng thiền rồi thì lúc bây giờ mới chuyển qua thiền quán và chứng được đạo quả. Như vậy khi mà chúng ta nói sự thành tựu thiền có dễ dàng cho thành tựu tuệ giác hay không, thì chúng ta nói ở cái giai đoạn này nếu đã thành tựu thiền rồi thì chuyển qua tuệ giác chứng được đạo quả thì cái đó là dễ, bởi nền tảng của định. Nhưng mà cái khó ở chỗ là nếu mà đi tới ngõ đó là phải có hai cái loại công phu. Một là Samatha Phavana, tức là công phu tu tập về thiền chỉ cho đến khi viên mãn rồi đó, thành tựu rồi thì lúc bây giờ mới là Vipassana Phavana, tức là công phu tu tập thiền quán. Cho nên ở đây dễ là dễ như vậy, khó là khó như vậy. Còn về cái người mà không có thiền chỉ, tức là không đạt được cái thiền chứng sắc giới, vô sắc giới, thì người đó khi mà tu tập tuệ quán đắc được đạo quả dễ hay là khó? Thì ở đây thưa quý vị,
Ở đây cũng nói có hai phần, tức là dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng khó. Dễ là đối với một vị hành giả đã quen từ trong quá khứ, dầu làm phước thiện gì cũng là liên quan đến pháp quán, quán vô thường, khổ đau vô ngã. Liên quan đến pháp quán như vậy đó, làm phước liên quan đến pháp quán. Trong đời quá khứ hả, mình bố thí trì giới hay mình tu thiền thì luôn luôn là quán thấy cái này là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho mình khởi lên cái tâm nhàm chán. Cái sự nhàm chán đó nó sẽ giúp cho vị hành giả ngay trong hiện tại, dầu chưa có chứng thiền nhưng mà đắc đạo quả nhanh chóng. Là Đức Phật ngài chỉ cần thuyết lên một bài kệ Anicca Sabbasankhara Anicca Thiyada Panya Vipassati, khi nào có trí tuệ thấy rõ mọi pháp hữu vi là vô thường, mọi pháp hữu vi là khổ não, các pháp là vô ngã, sẽ nhàm chán trong sự khổ, đó là con đường đến thanh tịnh, đường đến đến vậy. Thì ở đây đó, chúng ta đọc trong kinh điển chúng ta thấy có những người chỉ cần đến đảnh lễ Đức Phật rồi nghe Đức Phật ngài thuyết trên thời pháp một bài kệ, nghe xong là chứng chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn hoặc Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm, hoặc đó đôi khi vì đó liền chứng A La Hán như Đức Phật ngài thuyết cho ba nhóm thì khu về ba cái bài kệ mà chúng ta đọc trên này. Khi nào với tuệ quán thấy rõ các pháp hành là vô thường, thời im đi sự khổ, đó là con đường được thanh tịnh, rồi năm trăm vị chứng A La Hán. Rồi những một nhóm người khác, nhóm tỳ kheo khác đến Đức Phật ngài thuyết Sabbe Sankhara Dukkhati Yada Panya Vipassati, khi nào có trí tuệ quán thấy các pháp vi là vô thì là khổ, thời sĩ đi khổ luân hồi, đó là con đường được thanh tịnh. Rồi năm trăm vị đó cũng chứng A La Hán, đến cái bài kệ chót Sabbe Dhamma Natta Thi Yada Panya Vipassati Athena Bindati Dukkhi Esabako Sutiya, khi nào có tuệ quán thấy rõ, với trí tuệ thấy rõ các pháp là vô ngã sẽ yểm đi sự khổ, đó là con đường đến thanh tịnh. Thì nghe xong năm trăm vị này cũng chứng A La Hán. Và trong kinh Pháp Cú nói rằng là vì nhớ các nhóm tỳ kheo này trong thời kỳ Đức Phật, quá khứ Đức Phật Kassapa, các vị đã từng là những vị tỳ kheo tu tập thiền quán, quán vô thường của nó vô ngã, nó thuần thục, cho đến bây giờ đó gặp Đức Thế Tôn hiện tại, ngài chỉ cần thuyết lên cái bài kệ liên quan đến cái sự suy quán vô thường, suy quán khổ não, suy quán vô ngã thì các vị chứng quả A La Hán. Thì như vậy đó, không cần phải trải qua cái giai đoạn công phu tu thiền, chỉ cần là cái trí tuệ của vị đó nhạy bén ở trong từ trong quá khứ đã vương tập cho đến hiện tại thì được nghe bài kệ là chứng chứng đạo quả rồi. Dễ là dễ chỗ đó, chỗ đó, nhưng mà nó khó là khó như thế nào? Đối với một người họ không từng tu tập thiền quán, họ không từng cảm thấy nhàm chán sự luân hồi hay là sợ hãi sự luân hồi, thì với người đó khi mà đi vào trong tu tập họ khó chứng được đạo quả. Bởi vậy trong hai trường hợp này thì chúng ta thấy rằng một là một người đã đắc thiền hiện thế
rồi chuyển qua tu tập thiền quán. Chứng được đạo quả. Cái đó cũng khó chứ không phải dễ đâu. Còn một người mà thiền khô, một người mà đắc đạo quả không có thiền, thì vì đó chỉ nhờ vào cái công phu thiền quán ở quá khứ đã quen, đã thuần thục. Cho nên bây giờ vì đó chỉ cần yểm đi nhàm chán và giải thoát thôi. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tổ Giáo Đoạn như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Sau khi kính thưa tòa tiểu sư, xin thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Thân ơi, thượng tọa Pháp Thân có mặt ở trước mà có mặt chúng mấy còn nghe được không? Nếu tọa Thân nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Thưa Pháp Thân, chúng ta thấy rằng trong đời sống hàng ngày mà nói đến chuyện tu tập thì chúng ta rất là khó để vượt qua cái sự chi phối của 50 trưởng nhiệm. Với sắc tinh khí vị xúc, thì thiền tọa Pháp Thân có nghĩ rằng khi mà mình để mình vượt thắng cái sự chi phối sắc tinh khí vị xúc á, thì cái thiền chỉ nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh thiền tọa. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Sư Liên Thông của Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Con nghĩ rằng ở trong đời sống hàng ngày của người phàm phu, đặc biệt ở trong cõi dục của chúng ta đó, thì có lẽ là bị chi phối nhiều về năm dục, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Bởi vì năm cái cảnh đó đó nó liên quan với lại cái đời sống của những chúng sanh ở cõi dục. Và nếu mà mình sanh ra trên cuộc đời này thì những cái đó nó trở thành những cái vị ngọt cũng như là những cái món ăn cho chúng sanh thích thú, rồi là gắn kết với cái đời sống ngũ dục đó. Thì chúng ta thấy rằng là bởi vì để mà mình bước chân vào cái con đường tu tập, đặc biệt là khi mà mình dấn thân vào ở trong cái đời sống thiền tập, thì trước tiên đó là mình phải giống như dọn dẹp, sắp xếp những cái sự vướng bận. Bởi vì nếu mà nói rằng tu thiền để cho chúng ta đắc định, để cho tâm của chúng ta có được sự an lạc ấy, thì trước tiên đó là phải dọn cái sự ràng buộc xung quanh, tức là những cái duyên về ăn ở, danh vọng, địa vị, rồi cái ham muốn của mình. Thật sự ra là mình phải dẹp và bớt những điều đó, thì mình mới có thể rằng là mới có thể rằng sống một cái đời sống tu thiền được. Còn nếu như chúng ta chưa dọn được những cái sự ràng buộc đó đó, thì mình tu thiền nó cũng khó có cái kết quả, khó có cái kết quả. Mặc dù là mình nói tu thiền, nhưng mà rồi đó là trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, rồi với thời gian dài như vậy, nhưng mà tâm mình cũng khó mà định tĩnh được.
Vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà sắc thinh hương vị xúc, bởi vì mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, nó không phải là chỉ thấy ở trong hiện tại, hay là nghe ở trong hiện tại, hay là ngửi trong hiện tại, nếm ở trong hiện tại, xúc chạm trong hiện tại không, mà nó là những cái cảnh có thể là đã qua, hay là những cảnh chưa tới. Mình cũng có thể liên tưởng, liên lạc dính mắc ở trong cái ngũ dục rất là nhiều. Như vậy thì khi mà mình tu thiền á, bây giờ chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình chưa có nói đến cái việc mà để chứng thiền, nhưng mà trước mắt là chúng ta phải gom tâm rất là nhiều, phải gom tâm rất là nhiều, phải trụ tâm trên một cái đề mục. Bởi vì nếu không có cái sự gom tâm, không có cái sự chánh niệm ở trong đời sống, trong mỗi nhất cử nhất động, ở trong các cái giác quan của mình, thì mình dễ dàng bị những ngũ dục, bị cái ngũ dục chi phối. Cho nên nếu mà mình tu rồi mình gạn đọc khơi trong á, để rồi cái tâm mình có cái sự định tĩnh, hay cái tâm mình có một cái chánh niệm trên cái đề mục mà mình đang tu tập, thì thật sự ra thì thật sự là mới có cái sự an lạc. Khoan nói tới cái chuyện mà chứng đắc, bởi vì thường thường á, chúng ta bị chi phối rằng là bị chi phối ở trong cái năm cái triền cái, tức là tham dục, sân độc, trạo cử, hôn trầm, hôn trầm thị miên rị, hoặc là tham dục, hoài nghi, thì những cái triền cái đó, những năm cái pháp triền cái đó, nó chi phối đến với một cái người, mỗi người chúng ta. Như vậy thì khi mà mình cái tâm, sở dĩ mà mình không có cái tâm, mình không có được cái sự an lạc á, là vì ở trong cái sự thụ hưởng đối với năm cảnh á, chúng ta thụ hưởng bằng với cái tâm tham, hoặc là chúng ta nhận lãnh lấy bằng với cái tâm sân, hoặc là không còn còn lại đó, thì chúng ta có thể là vì cái sự hạn chế của nội tâm làm cho chúng ta bị hôn trầm thị miên, rồi làm cho chúng ta phân vân lưỡng lự, không quyết đoán cho cái việc tu tập của mình. Một điều gì mà chúng ta không có sắp đặt được, hay là không có quyết đoán cho một điều gì ở nội tâm của mình, thì rõ ràng là nó một cái sự trở ngại rất là lớn. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình tập cho có cái sự định á, thì chúng ta không hạn chế bị cái sự chi phối đó, bị sự chi phối của ngũ dục. Do vậy cái tâm của mình nó có được cái sự an lạc. Bởi vì trong một cái trạng thái hụt hẫng, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, chúng ta có thể nói nó như là một cái miếng lửa, như là lửa. Bởi vì lửa nó có thể chi phối, lửa ở trong các cái phiền não của chính mình làm cho mình phải bị chi phối. Như vậy thì khi mà một người có tập cho mình có được cái sự định tâm á, hay là có cái chánh niệm ở trong cái đời sống, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là cái tạo sự an lạc cho mình, tạo an lạc cho mình. Bởi vì mình không có một cái trạng thái nóng dội, hay là tìm kiếm, hay là mình nóng bức, thiêu bốt, hụt hẫng ở trong một cái trạng thái hưởng thụ năm dục đó. Cho nên cái tâm của mình nó có cái sự định tĩnh, và tâm của mình á, cái người tu đó có được cái sự an lạc. An lạc ở đây là an lạc do những cái lúc, do những cái lúc mà tâm của chúng ta có cái sự định tĩnh, hay là tâm chúng ta có cái sự định chánh niệm và tỉnh giác, nó là có được cái sự an lạc. Và nhờ đó đó thì cái việc tu tập của mình nó trau dồi hàng ngày. Quý vị thấy rằng ngay cả cái người tu thiền chỉ đó, thì người ta cũng phải tập trao cái tâm của người ta, trụ tâm trên một cái đề mục rất là dài, dày dặn, dài về thời gian, rồi sự nỗ lực rất là nhiều, thì họ mới định tâm được.
định tâm được. Rồi cái người mà tu tập thiền quán, tức là quán chiếu về 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 một trong những cái đề mục mà người ta quán chiếu đó, thì người ta phải trau dồi cái chánh niệm tỉnh giác thường xuyên, và đến một mức độ nào đó thì họ mới có thể là niệm trú vững được, niệm trú vững được. Khi đó thì cái tâm của họ cũng được có được niệm trú vững được. Khi đó thì cái tâm của họ cũng được có được sự an lạc. Thì chúng tôi nghĩ rằng là giống như là trong kinh thì có nói rằng là một là cái việc mà tập tu tập của chúng ta để cuối cùng chúng ta có được cái cận định, tức là một cái định mà nó sơ cởi, cái định mà nó còn yếu ớt, nhưng mà đó cũng là cái định. Rồi từ cái cận định đó mà chúng ta phát triển để cuối cùng chúng ta đạt được cái kiên cố định, tức là đạt được các cái thiện chứng, đạt được cái thiện chứng. Thì cái định đó là định một cách tương đối là vững vàng hơn so với lại cái cận định. Thì để mà có được những cái trạng thái ở nội tâm định đó đó, thì cái người tu tập cần phải phải trau dồi rất là nhiều, trau dồi rất là nhiều. Cho nên là mình thấy rằng một vị hành giả mà tu đắc được các cái thiền chứng thì cái công phu tu tập của họ phải nói rất là dày dặn, rất là nhiều, với nhiều cái sự nỗ lực rất là nhiều. Rồi một cái vị mà tu chứng thiền quán cũng vậy, phải nói rằng những cái công phu tu tập của những vị đó, rồi các cái pháp độ, các cái pháp hỗ trợ khác đó, những vị đó cũng phải trải qua để cuối cùng vị đó có thể là chứng đắc được đạo quả thánh nhân với cái trí tuệ ở trong đạo tuệ của một cái vị thánh nhân như vậy, thì mới có thể là chứng đắc được bậc thánh. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là đối với một cái người phàm phu, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta đó, đặc biệt là những người ở trong cõi dục thì dễ dàng bị chi phối ở trong ngũ dục lắm. Nhưng mà chính vì vậy đó, chúng ta tu tập là chúng ta làm ngăn chặn với cái không có một cái sự dính mắc ở trong ngũ dục, thì có thể là từ đó cái tâm của một vị hành giả có thể là có được cái sự an lạc, rồi từ đó tâm vị hành giả mới đạt được cái thiện chứng hay đạo quả thánh nhân. Như vậy thì cứ nghĩ rằng một người tu tập thiền định cũng như là chúng ta có được những cái pháp khác hỗ trợ thì cần phải có một cái sự công phu rất là nhiều, nỗ lực công phu rất là nhiều, thì vị đó mới có thể đạt được cái sự an lạc. Mà ở đây đó, theo bản thân chúng con thì chúng con nghĩ rằng mình có được cái nội tâm được an lạc trong khoảng khắc nào đó, thì rõ ràng là mình cảm thấy hoan hỷ, hoan hỷ ở trong khoảng đó. Bởi vì tâm thì luôn luôn bị chi phối của ngũ dục, năm dục, nhưng mà rồi là mình có được cái sự định tâm, có được cái sự chánh niệm tỉnh giác, rồi cái tâm mình nó cảm thấy an lạc trong khoảng khắc đó, thì đó là một cái kết quả của cái người tu tập. Mặc dù cái kết quả đó đó nó không phải là cứu cánh, không phải là cuối cùng, mà là những cái sự nền tảng, những cái pháp nền tảng để tiền làm tiền đề để cho cái sự tu tập của vị hành giả càng tiến lên hơn tiên nữa, đó là thiền chứng hay đạo quả. Con xin có cái ý kiến trong cái trả lời câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Sa thủ kính trình thượng tọa pháp thân rất nhiều. Thượng tọa pháp thân ấy, thượng tọa có còn ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp thân nghe được, xin thượng tọa có thể trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp thân và phật. Thượng tọa pháp thân, chúng ta thấy rằng trong đời sống tu tập nội tâm đó thì năm triền cái là tham độc, tham dục sân độc, hôn thủy, hối trạo hối và nghi hoặc,
là năm pháp nhân ngại rõ ràng rồi. Nhưng mà phải chăng là ngày nào chúng ta còn hưởng thụ năm dục truyền cái, năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc tinh khí vị súc, thì bắt buộc là nó phải có năm cái truyền cái này, có phải như vậy không? Kính thỉnh sư tổ pháp đăng. Hello. Nếu mình là một cái vị tỳ khưu tu tập thường quán tưởng, bởi vì các cái lậu hoặc do quán tưởng đoạn trừ, thì mình phải quán tưởng vì mình thọ dụng y phục, vật thực, thuốc trị bệnh hay cốc liêu đó để nuôi cái xác thân này. Nhưng mà nếu mình khéo quán xét như vậy, mỗi lúc mình thọ thực trước, trong và sau đó, mình tập hoài như vậy thì mình sẽ ngăn chặn được cái năm trưởng dưỡng. Nhưng mà lúc nào đó mà mình quên quán tưởng, mình thọ dụng bằng tâm tham á, thì tham dục nó sẽ tăng trưởng. Còn khi mà mình thọ dụng vật thực mình không quán tưởng đó, thì mình cũng bị sân hận khi mà cái vật thực không vừa lòng. Bởi vì chúng ta cũng ăn vật thực, cũng thọ dụng y phục, cũng dùng thuốc trị bệnh, vẫn có cốc liêu, nhưng mà khi nào chúng ta không vừa lòng, không vừa lòng với những cái mình có đó, ở trong Trung Bộ Kinh chúng ta nghe rất là nhiều, mong rằng mình được đi bát trước nhất, ngồi chỗ ăn trước nhất, rồi nhận vật thực tốt nhất, được nước uống tốt nhất, được giáo giới hoặc là được thiết pháp, được này cái nọ đó. Mình ngược lại mình lại không được như vậy thì mình sẽ dễ sân hận. Thì theo con nghĩ rằng cái thích và cái không thích đó, nó là một cái trạng thái tham và sân đó, nó hiện hữu trong 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 cái đời sống, và nó là những vừa lòng hoặc là không vừa lòng, hoặc là tỉnh tướng hoặc là bất tỉnh tướng. Thì nếu mà mình thiếu cái quán tưởng đó, thì lúc nào mình cũng sẽ bị năm tiền cái, tham dục tiền cái hoặc là sân độc tiền cái nó chi phối tâm mình. Nhưng mà nếu mà mình thường quán xét, như mình thấy được cái nguy hại, hay là mình so sánh được cái vật thực này mình được ăn còn hơn là ở địa ngục đói khát ngã quỷ súc sanh rồi những người tội nhân rồi này cái nọ, thì mình cũng sẽ ngăn chặn được sân hận. Thì con nghĩ rằng nhá, thật sự thì khi mà mình chưa đoạn trừ được, mình chưa có đắc được đạo quả, thì năm tiền cái này đó là mỗi chúng sanh ai cũng có. Nó bộc phát hay không bộc phát thôi, cũng giống như là nước pha màu, hoặc là nước nước bùn, hay là nước nước cặn, hay là nước bị dỡn sóng đó, là trạng thái của năm cái tiền cái được thí dụ như vậy đó. Thì rõ ràng trong tâm mình lúc nào mà nó lắng động được đó, thì nó sẽ lắng động năm tiền cái. Nhưng mà nếu mà nó bị bùng hoặc là bị pha màu, bị tham dục đó, thì nó cũng giống như vậy thôi. Vì năm cái tiền cái này thì chưa đoạn trừ được, thì nó là trong tâm chúng sanh thì ai cũng có, nhưng mà nó bộc phát hoặc là mình không bộc phát, hoặc là mình chế ngự được bằng quán tưởng, hay là mình không chế ngự được, thì nó sanh khởi. Thì theo tôi nghĩ rằng một cái người tu tập đó, thể mình nói là có tu đó, là mình có quán tưởng, thọ dụng vật thực với do quán tưởng, thì những cái lậu hoặc nào nó tàn hại nó sẽ không có tàn hại, còn nếu không thì nó vẫn tàn hại. Thì trong cái câu hỏi thảo luận này thì con xin chia sẻ như vậy. Còn mình nói như là hôn thủy, là mình buồn ngủ giả dược đó, thì thật sự mình chưa đặt thiền thì ai cũng mà cũng hành thiền cũng bị ngủ gục hết. Đó là hôn thủy, là hôn thủy cái là mình ngồi mình giả dược mình buồn ngủ đó. Trạo hối cái là mình ngồi mình phóng tâm đó. Thì con nghĩ rằng trừ khi nào mà đắc chứng được đạo quả A La Hán thôi, chứ còn không có đắc chứng đạo quả A La Hán thì trạo hối cũng chưa có gì hết được. Nghi hoặc á, thì mình nghi ngờ tam bảo, thì mình nghi ngờ cái hành trì đó, thì con nghĩ rằng mình đang tu tập như vậy đó, thì mình đã học hỏi nó cũng bớt nghi hoặc. Mình không hiểu thì mình mới nghi hoặc nhiều, chứ mình học hiểu rồi thì nó cũng là cái nguyên nhân để giảm thiểu cái hoài nghi.
Còn lại tham dục và sân độc cái đó, thì con nghĩ rằng mình thiếu cái sự quán tưởng, thiếu cái sự tỉnh giác đó, thì vẫn phải gặp những cái trường hợp này, tâm mình vẫn có những cái trường hợp này. Đây là câu trả lời của con, nếu có gì cần nói thêm thì con xin cần gọi. Dạ không biết quý à, dạ không tiếng nghe được, không tiếng nghe được, không tiếng nghe được. Dạ, dạ quý vị có nghe được không ạ? À, kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, muốn chia sẻ với quý vị một điều là bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh đặc biệt rất là tế nhị, và dĩ nhiên khi mà Đức Phật Ngài giảng điều này thì Ngài giảng cho những vị mà đã đầu sâu đi vào cái sự tu tập rất có căn bản. Nhưng mà từ bài học này chúng ta có thể hiểu được nhiều cái điểm mà có liên lạc một cái lợi lạc, cái lợi ích cho đứng của chúng ta. Trước nhất thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài có đề cập đến hai cái trạng thái mà chúng ta thường gọi là chỉ và quán. Trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh định và chánh niệm. Chỉ đó, Samatha, đó là một cái trạng thái giảm thiểu sự chi phối của các cái ngoại trần, của các phiền não bằng khả năng tập trung. Mình tập trung vào một điểm gì đó. Dĩ nhiên khi mà đầu sâu vào thiền thì có những đề mục thiền như là các kasina v.v. Nhưng mà chúng ta tạm hiểu về cái công năng của thiền chỉ ở trong đời sống là vậy. Nếu mà mình sống giữa một cái nơi mà có nhiều cái chỗ ăn chơi, thí dụ như quý vị sang bên Mỹ mà sống ở Nam California, California, ở Orange County thì cách San Diego cũng không có xa, có thể đi xuống đi chơi được, đi qua bên Mỹ chơi được. Cách Las Vegas cũng 400 tiếng lái xe, qua Las Vegas đánh bài được, đi lên trên Santa Barbara, đi trên Ventura, ra những cái biển ở bờ biển lên sang Hollywood được. Tức là nó có mua ngàn thứ đi chơi thôi. Và nếu một người mà đến chỗ đó mà cứ lo đi chơi rồi thì học cũng không được và làm ăn cũng không được. Trong thời gian nào đó họ cần học, họ cần tập chú làm ăn. Chứ nếu mà cứ buông ra là các bạn bè đi chơi thì không biết chừng nào cho nó hết. Tiền bao nhiêu cũng không đủ và thời giờ bao nhiêu cũng không đủ. Thì bây giờ nếu mà nó có cái sự một cái sự lôi kéo, một cái sự quyến rũ rất lớn đối với ngoại cảnh ở bên ngoài, mà người này muốn làm một việc tốt thì thưa quý vị, người đó phải có một cái bù lại. Cái bù đó là, cái bù trừ đó là phải có một cái đam mê hay là phải có cái tập trung vào một cái, ví dụ như thích đi học nghề hay là làm vườn hoặc giả là làm cái gì đó mà khiến cho tâm mình trụ lại. Thì bây giờ như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, quý vị thấy rằng ngày Tết đến thì chúng ta chuẩn bị cho ngày Tết thường là có sắc, có thinh, có khí, có hương, có vị, có xúc, có pháp, có đủ thứ hết. Và dù muốn dù không thì những điều đó nó cũng là những ngoại trần nó chi phối cái tâm của mình. Mà con người chúng ta nó càng bận biểu với ngoại cảnh ấy, thì chúng ta càng khó phát triển tâm định và phát triển tuệ quán. Nhưng mà nếu mà so ra đó thì cái tâm định ấy, nó dễ giúp chúng ta
bớt đi cái sự chi phối của ngoại cảnh hơn là vận dụng trí tuệ. Và cái đó chúng ta phải thật sự mà nói. À, kinh nghiệm rằng một cái vị mà chỉ chuyên về pháp học, chỉ chuyên về kiến thức, thì cái đời sống nội tâm của vị đó nó không có ổn như là một vị chuyên về ngồi thiền, chuyên về sự tập trung. Mặc dù cái vị mà chuyên về ngồi thiền đó, có nhiều khi vị này cái kiến thức của kinh điển không có bằng cái vị học kinh điển, nhưng mà về cái khả năng để đương đầu đối với những cái chi phối từ sắc khí vị xúc ở bên ngoài đó, thì cái vị ngồi thiền lại có nhiều khả năng hơn. Thật ra chúng ta nói như vậy là samatha đó, là samatha ở đây chỉ cho cái sự tập trung, tập trung, hay là chúng ta gọi là sự phát triển định lực. Phát triển định lực chọn một cái gì đó để phát triển, và cái phát triển định lực đó là một cách tốt nhất để đối trị với cái sự chi phối của năm cái trần cảnh ở bên ngoài, sắc thinh khí vị xúc. Chúng ta học Phật thì chúng ta biết một cách đơn giản là như lời quý vị nghe các chư vị giảng sư giảng đó, là hễ chúng ta còn hưởng thụ năm dục trưởng dưỡng sắc thinh khí vị xúc đó, thì chúng ta luôn luôn có năm triền cái. Năm triền cái là khi thấy cái đẹp đó, thì chúng ta tham dục, khi mà không có vừa ý thì chúng ta nổi lên tâm sân động, và do chúng ta bỏ quá nhiều năng lực cho cái tham cái sân, chúng ta trở nên uể oải giả dưỡi. Cái đó chúng ta gọi là hung trị, và nó cũng tạo nên cái hiện tượng dao động, chúng ta gọi là trạo hối. Ngoài ra thì nó cũng sẽ đặt chúng ta vào rất nhiều trường hợp mà tâm của chúng ta nó đi vào cái chỗ lưng khừng, lưng khừng chúng ta gọi là nghi hoặc. Thì tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối và nghi hoặc đó là năm cái hệ quả tự nhiên, năm hệ quả tự nhiên của sự hưởng thụ năm dục. Giống như quý vị này xài computer và PC ấy, xài lâu ngày thì tự nhiên nó có rác, không thể nào mà xài PC không có rác. Hay chiếc xe mà mình chạy lâu ngày ấy, mà mình không có thu nắp thì nó có vấn đề. Tại vì cái bản chất của nó là như vậy. Và để vượt khỏi năm cái chi phối của năm, để năm cái ngăn ngại, vượt khỏi năm ngăn ngại này đó, thì hành giả phát triển năm cái thiền chi, đó là tầm tứ hỷ lạc định. Và cái tầm tứ hỷ lạc định này đó, thật sự nó phát triển nhiều là đối với vị tu thiền chỉ samatha, và những vị tu thiền quán thì chật vật với những người đó. Dạ, chúng tôi có ngày xưa ở tại các trường thiền đó, thì những cái vị tu thiền tứ niệm xứ mà chỉ tu tứ niệm xứ thôi mà không có tu thiền chỉ đó, thì thật ra có khi tu lâu mà vẫn còn phải vất vả rất là nhiều với các pháp ngăn ngại, mặc dù vị này rất có lòng và rất là tinh tấn. Thì nói một cách khác đó là Đức Phật này nhấn mạnh là năm cái chi phối của sắc thinh khí vị xúc đó, nó dễ dàng được vượt qua nếu chúng ta phát triển tâm định bằng samatha, bằng thiền chỉ. Nhưng mà về thiền chỉ đó, thì nó vẫn có cái nguy hiểm của nó, chứ không phải là không nguy hiểm của nó. Tại vì sao vậy? Cái thiền chỉ đó, nó một mặt nào đó nó giúp cho chúng ta vượt thoát sự chi phối của năm trần cảnh. Nhưng mà nếu không khéo, nó sẽ cho chúng ta rơi vào một cái sở chấp khác. Nó tương tự như vậy thưa quý vị. Nếu người sống ở trong đời này á, mà họ không học hành, không làm gì hết á, thì họ quá ra sống tự ti, mặc cảm, không có tự tin. Nhưng mà nếu được cha mẹ cho ăn học, có bằng cấp, có học vị, thì nếu mà họ không khéo á, thì họ rơi vào tình trạng tự thị hay là tự cao. Cái tự thị á, nó tự thị tự cao nó cũng là một chứng bệnh khác. Một người tự đi chứng bệnh khác, người tự thị tức là nếu chúng ta tu tập mà chúng ta không khéo vượt qua đó, thì cái sở đắc của chúng ta nó cũng lại là vấn đề. Dạ. Bây giờ một người mà dốt nát đó, thì rất là đáng buồn. Nhưng mà cái người học nhiều quá, tri kiến nhiều quá, để tối ngày đi tranh luận, tối ngày tự hào là mình hơn thiên hạ đó, thì cái đó nó cũng là vấn đề. Thì bây giờ ngày hôm nay Đức Phật trong bài kinh này Đức Phật này đề cập đến một trạng thái mà rất là cao, rất là cao. Ngài không nói đến phi tưởng, phi tưởng, tại vì trong phần chú thích chúng tôi có để đó là
cái trạng thái phi tưởng, phi tưởng là một trạng thái mà nó quá tế nhị cho cái sự hồi quán. Do chư vị mà tu tập họ không dùng phi tưởng, phi tưởng, mà các vị dùng cái tầng kế của phi tưởng, phi tưởng đó là vô sở hữu. Thì thưa quý vị, vô sở hữu là một thứ tâm định mà dùng vô sở hữu xứ làm đề mục. Và vô sở hữu xứ là một trạng thái phủ nhận cả hai cái gọi là tâm và cảnh đều là không. Đó. Ví dụ như là bây giờ một vị mà vượt trên sắc giới do thấy hư không mới là vô biên, mà sắc không phải vô biên. Nhưng mà nghĩ rằng hư không còn bị tâm thức biết, như vậy thức mới là vô biên. Và bây giờ vị này lại thấy rằng tuy rằng thức là vô biên nhưng mà còn có thức thì còn có sở chấp, thành ra vị này phủ nhận cả cái năng tri và cái sở tri đều là không, đều là không có gì hết, thì đó là vô sở hữu. Trên phương diện lý thuyết thì thưa quý vị, cái vô sở hữu này là một cảnh giới rất là cao. Khi mà vị này thấy được cái tính quyển hóa của cả hai cái năng tri và cái sở tri, chuyện này không có dễ đâu. Dạ, chuyện này hoàn toàn không có dễ. Chúng ta là người bình thường, bây giờ được đi ngắm hoa anh đào, về nhớ kỷ niệm đẹp quá. Nhưng một ngày nào đó sao? Mình ngồi nghĩ rằng hoa anh đào đẹp nhưng mà rồi nó nở một vài tuần lễ rồi nó cũng tiêu. Rồi cái cảm giác mà hưởng thụ hoa anh đào nó chỉ đến một chốc rồi nó cũng biến. Như vậy là cả hoa anh đào và cái tâm thử thức hoa anh đào nó đều là trống rỗng hết. Cái năng tri và sở tri mà gọi là vô tướng, gọi là không có lõi, không có thực chất, nó là không vô tướng, không phải dễ dàng đâu. Nhưng mà bây giờ câu hỏi mà chúng tôi có hỏi thượng tọa từ siêu, và nếu quý vị nghe rõ đó, là khi một vị mà đạt đến cảnh giới của vô sở hữu thì vị này sẽ có một cái nhận thức rằng năng tri và sở tri đều là không, tức là thức và cảnh của tâm thức đều là không có gì hết. Thì như vậy đó, cái đó nó có bằng với cái quan niệm mà chúng ta thường bàn về không tánh của đạo Phật không? Dạ, không tánh tức là cái tuệ giác thấy rằng tất cả pháp đều là như huyễn, đều là không. Thì thưa quý vị, ở đây đó chúng ta lại phải trở về lại với một cái nhìn rất là bình thường trong đời sống, là có những quan niệm đó là do suy diễn, có những quan niệm là do trực tiếp nhận thức, có những quan niệm là do tuệ giác, đạo Phật gọi là trí văn, trí tư và trí tùng. Bây giờ chúng ta bàn là tất cả pháp đều là vô thường, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, và chúng ta không có cãi, chúng ta cũng không có cái ý tưởng khác hơn, và mình nghĩ rằng mình hiểu, mình đồng ý. Nhưng mà cái hiểu đồng ý của chúng ta là do nghe, cái hiểu của chúng ta là do như vậy chứ không phải là do chúng ta thấy. Cái đó chúng ta gọi là trí văn. Nhưng mà nếu một người mà càng hướng cái sự chú ý chánh niệm của mình đối với những gì đang xảy ra ở thân tâm của mình, thì chỉ cần vài ba ngày như vậy thì nó thấy rằng tất cả những hiện tượng tâm sinh lý đó nó đều đến và đi một cách rất là chóng vánh, theo cái định luật gọi là cái dòng sanh diệt tiếp nối, dòng sanh diệt tiếp nối liên tục. Và trong dòng sanh diệt tiếp nối đó, chúng ta không có một chút gì để tha thiết hoặc là khả năng muốn trụ lại một chỗ, muốn bám cái gì hết. Bây giờ quý vị cứ thấy rằng mình ngồi ở bên dòng sông mà thấy bao nhiêu hoa lục bình trôi qua, lục bình là lục bình thôi. Bây giờ mình bảo rằng mình ôm chầm lấy một bề lục bình, bảo rằng nó là ta, là của ta, thì nó rất là vô lý, tại vì nó là lục bình thôi. Thì ở đây đó là cái sự tu tập về tuệ quán đó, là quán sát sự sanh diệt đối với tất cả mọi hiện tượng. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta dùng cái tuệ giác quán sát hiện tượng đó, thì chúng ta bị một cái thứ chi phối rất là mạnh mẽ, đó gọi là cái tập khí. Đó là tập khí, tức là thói quen của nhiều đời quá khứ còn lại. Cái tập khí này nó rất là dễ sợ, bởi vì chúng ta vốn đã như vậy. Đức Bồ Tát Ngài chứng thiền và Ngài đang bay trên hư không,
ngài nhìn thấy một cái hình ảnh của sắc dục đập vào mắt của ngài và ngài quậy thiệt, thì cái sắc dục á mà nó đập vào mắt của một vị mà chính ngũ thiền và có thần thông đó, thì thứ gì nó chỉ là chuyện cỏn con thôi, nhưng mà nhất thời nó chi phối vị này là tại vì do cái thói quen tập khí của nhiều đời trong quá khứ. Dạ, nhiều đời mình phải nhận một điều là bây giờ mình đang sống một cách bình yên, tự nhiên ai đến cho mình một cái máy rất là tốt, cho mình một cái gì mình rất là ưng ý, cho mình một món rất là ngon, và trong lúc đó chúng ta bị chi phối liền, dễ dàng, rất dễ dàng bị chi phối. Và cái khả năng dễ dàng bị chi phối đó, nó chỉ có thể được bảo vệ bởi cái gọi là cái kiên cố định của thiện chỉ. Nhưng mà trong cái kiên cố định của thiện chỉ đó, thì nó lại dễ dàng rơi vào trong tình trạng là chấp thủ. Dạ. Cái gì cũng vậy hết. Nếu mà chúng ta giống như đời sống hàng ngày, cha mẹ mình khuyên rằng đừng gần với bạn xấu, cái người đó là bạn xấu. Bây giờ làm sao để không gần bạn xấu, thì chúng ta gần với bạn lành. Nhưng mà không khéo gần bạn lành mà chúng ta dính mắc với bạn lành thì nó cũng có vấn đề. Dạ. Thì nếu mà chúng ta bị lụy với năm dục trướng dưỡng thì có vấn đề, thì chúng ta tu tập thiền chỉ chứng các tầng thiền. Và Đức Phật này lưu ý là ngay cả tầng thiền cao nhất mà có thể dùng tuệ quán chiếu được là vô sở hữu đó, thì nó vẫn có thể là một thủ chấp. Và do vậy một người tu tập phải có khả năng để nhận thấy cái sanh, cái diệt, cái vô thường, cái giả hợp của thiền đó. Thì như vậy cái vô sở hữu xứ đó là một trạng thái phủ nhận, như là một cái đề mục của thiền chứng. Và trong cái đề mục của định tâm này đó, nó đơn giản là nó ưu tiên về tâm định, chứ nó không phải đơn giản về tuệ giác. Nó có trí tuệ nhưng mà nó không chủ về tuệ giác để thấy sự sanh diệt. Cái này nó tương đối rất là khó hiểu, và khó hiểu lắm. Ngày xưa chúng tôi có nghe một người nói như vậy, là để làm thơ tự do mà hay á, giống như cụ Vũ Hoàng Chương nhé, thi hào Vũ Hoàng Chương làm thơ tự do rất hay, tại vì đó là một người rất có căn bản về đường luật, về thơ đường rất giỏi, thì làm thơ tự do rất hay. Nếu một người mà không có căn bản về đường luật thì đôi khi làm thơ tự do đó thì không phải là không hay, mà có nhiều khi cái bì ngẫu nó không chặt chẽ, cái đối xứng nó không chặt chẽ, và cái nó lan man, mình đọc thì giống như là nó đi hết chỗ này đến chỗ kia, nó thênh thang vậy thôi, chứ nó không có cân xứng đầu đuôi với nhau. Mặc dù làm thơ tự do thì đó là tự do mà, thì cái sự liên hệ giữa cái thơ tự do và thơ đường đó, nó tương tự như là cái sự liên hệ giữa thiền quán và thiền chỉ vậy. Và cái thiền chỉ là chú trọng về tâm định, và cái tâm định này giúp cho chúng ta giảm thiểu sự chi phối của năm ngoại trần, và đặc biệt là năm cái triền cái trong lòng. Còn cái tuệ quán đó là cho chúng ta cái khả năng tỉnh táo đối với những cái thành tựu ở trong cuộc sống của mình. Chúng tôi muốn dùng một cái thí dụ về một điều mà rất là quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta, đó là khoa bảng. Dạ, khoa bảng tức là mình học có bằng cấp. Thì có nhiều người nói rằng ở Mỹ này những tỷ phú thường là không có bằng cấp về tiến sĩ về kinh tế học. Điều đó đúng chứ không phải không đúng đâu. Ngay cả những cái vị mà có bằng MBA cũng không hẳn là những không phải là những người giỏi, làm ăn giỏi mà giàu có là triệu phú. Có những người, nhiều người triệu phú học không có bằng cấp và MBA hay là bằng kinh tế, chuyện đó đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà chúng ta nên có cái quan điểm như vậy, là cái người mà có học, người mà có trình độ đó, thì họ có căn bản hơn, họ có trường lớp hơn. Và cái người không trình độ thì có tất cách dõi dẫm và có tất cách hên xui hơn. Thì chúng ta không có nên lấy cái này để mà tuyệt đối phủ nhận cái kia, hay là đứng tuyệt đối có quan niệm kia phủ nhận cái này. Cái chuyện mà mình nói là nhỏ không học lớn làm đại quý,
Thật sự cái đó là nó cũng cũng có những người học học không nhiều nhưng mà lớn lên giàu có cũng có vậy, nhưng mà nó không nên là cái thước đo của tất cả. Vì vậy ở trong Bát Chánh Đạo đó thì Đức Phật ngài dạy rằng trong sự tu tập thì có ba cái yếu tố nội tại cần phải có, đó là năng lượng hay là chánh tinh tấn, và cái nghị lực là chánh tinh tấn, sự tỉnh táo đó là chánh niệm, và sự tập trung là chánh định. Thì chánh niệm và chánh định luôn luôn nó phải có với nhau. Bây giờ không có một người nào tu tập mình chịu tu mà cứ lang mang là nay làm cái này mai làm cái kia, bữa nay ở chỗ này mai ở chỗ kia mà mình tu được hết đó. Khó lắm. Mình muốn tu tập là tương đối là mình phải có một cái sự an định, làm sao có sự tập chú, mà không có cái tập chú, không có cái định lực đó, thì cái đời sống nội tâm của mình nó yếu lắm thưa quý vị, không có cả. Thật ra chúng ta phải cẩn thận, rất là cẩn thận đối với cái nhìn về chỉ và quán. Có nhiều người ngày hôm nay đó cứ nói rằng mình chỉ cần tu tứ niệm xứ thôi, mình không có cần tu các tầng thiền, mình cần tu quán chứ không cần tu chỉ. Thật ra thì ngay cả trong tứ niệm xứ đó nó cũng có cả chỉ và quán trong đó. Chỉ là sự tập trung, và quán tức là khả năng thấy được sanh diệt. Cái không có chánh, ví dụ như là mình theo dõi hơi thở ra vô, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, thì ở trong 10 phút, 20 phút, một tiếng đồng hồ như vậy mà chỉ theo dõi hơi thở, cái đó là samatha và cũng cả là vipassana, cả hai luôn, hai cái nó quyện với nhau. Samatha có nghĩa là mình bỏ tất cả những cái chi phối bên ngoài, sống với một cái sự tập chú, và sự tập chú đó lặp đi lặp lại ở trong nhiều thời khắc, nhiều 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, ngày này qua ngày khác. Cái sự tập trung như vậy đó thì nó mới tạo ra cái năng lực của đời sống được. Không có ai mà làm việc gì mà thuần thục mà không có định tâm, không tập trung trung hết. Mình thấy như vậy là người nào mà cứ buông việc này bắt việc kia như con khỉ chuyền cành đó, thì thấy thì có vẻ là đa dạng đó, nhưng mà rồi nó không có đi về đâu hết, nó không có chuyện nào gọi là chuyên không đi đâu hết. Và cái chuyện mà muốn cho chuyên, muốn đào sâu đó thì bắt buộc phải tập trung, và cái tập trung đó là cái yếu tính của samatha. Và cái vipassana là gì? Vipassana là cái khả năng nhìn lại quán chiếu. Một người mà mới làm được chút là đã kiêu căng, đã hãnh diện, không coi trời bằng vung như ếch ngồi đáy giếng ấy, thì thật ra người đó không có khả năng hồi quán. Cái khả năng hồi quán là gì? Là mình thấy được cái này là cái mà mình đang đạt đến, nhưng mà nó chỉ là giai đoạn đến và đi, có sanh có diệt, không nên là cái chấp trụ, phải tiếp tục lên được. Cái quán chiếu á, nó khiến cho chúng ta không bị kẹt, nhưng mà chính cái nước bền, cái nước tập trung đó, nó tạo cho chúng ta cái nội lực. Và chỉ và quán đều rất cần cho đời sống tu tập hết. Và cái bài kinh ngày hôm nay khi Đức Phật dạy về về vô sở hữu xứ là một cái bài kinh rất là tế nhị, để đề cập đến điểm này. Thì thưa quý vị, đó là bài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Rung và Pháp Bố Đất mà ở đây kính chiêm chư Tôn Đức đã vào Rung để thuyết giảng đến lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú làm thay. Dạ, con cảm ơn cô. Con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bổn